Cái đó thì cái mà vụ mà bốn ông thẻ đó thì chú Ba cũng có nghe một số cô bác kỳ cựu, mấy ông cũng có thuật lại như thế này nè. Thì nó có chứ hỏi không có, lại làm Đức Thầy nói thôi, Phật Thầy Tây An chứ không phải thầy mình nghe. Đức Phật Thầy Tây An á nhờ ông mà cố đó đi cặm bốn ông thẻ, năm ông lận chứ không phải bốn ông, bị ở trên giữa núi ông á có một ông, còn bốn ông thì bốn gốc. Nhưng mà nói cái này thì nó có cái ý nghĩa hơn, mà cái cần dụ của chỗ khác thì nó tới hai ý lận. Nói cấm bốn được Phật Thầy Tây An kêu kêu Đức Cố cấm bốn thẻ đó, là Đức Phật Thầy Tây An sợ rằng sau khi này núi là nổ đó, đá chài ra tới bốn ông thẻ là núi chài á, rồi sợ người dân á mà không tu á, sống ở trong bốn ông thẻ đó sẽ bị đá đè chết đi ha. Cho nên ở đây á, thì Đức Thầy cũng Phật Thầy Tây An cũng nhắc nhở cho những người đồng đạo đó không nên ở Đức Thầy, những người Bửu Sơn Kỳ Hương đi, nói thời đó là Bửu Sơn Kỳ Hương rồi, là không được quyền ở trong bốn ông thẻ. Ngài sợ, nhưng mà con nghĩ đi, ở trên đời này á, thì đó là cái quyền diệu của một vị Bồ Tát nói mà thôi, chứ con thấy bây giờ nếu dân chúng mà từ ở ngoài ông thẻ số 1 này nè, mà nếu không ở thì ở đâu, cho tới ở núi Cô Tô Đến 50 cây số nữa. năm bốn 50 cây số, dân ở đâu? Vì thế mà ở đây cái quyền của Phật á, thì mình không biết được, nhưng mà ở đây là theo chú Ba tin tưởng rằng là khi mà muốn diễn biến cái gì ở trên bảy núi đó thì sẽ có chư thần đưa những người tu tập khỏi phải bị ở trong cái bốn ông thẻ này, thấy không? Đó là cái lời mà một ví dụ của một người ở Bửu Sơn Kỳ Hương người ta nói. Còn có cái từ thứ hai người ta nói thì chúng ba không tin chỗ này là mê tín. Vì gì á, là hồi năm 1940 bốn một chín 1849 Đức Thầy Tây An đã ra mà xuất hiện ra đời, 7 năm sau ngài ra đi rồi, thì còn ai đâu nữa mà để nói cái câu nói là khi là Đức Thà Phật Thầy kêu nếu sau này núi nổ ai muốn vô được bốn ông thẻ đó là phải có giấy, là bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương bằng giấy vàng vô mới được. A Di Đà, cái đó là chú không tin thiệt Đó sự, là sai rồi ha chứ còn. là sai thật sự, vì Phật không khi nào nói như vậy đâu. Giả sử á, hồi trước Đức Phật Thầy Tây An là Bửu Sơn Kỳ Hương, rồi sau này bây giờ Đức Thầy và Đức Thầy mình đổi lại rồi là Phật giáo Hòa Hảo rồi, thì rồi mấy chừng mấy người mà Bửu Sơn Kỳ Hương nó vô được, còn mấy người Hòa Hảo này ở đâu, rồi mấy người này tu ở đâu, thấy không? Vì thế mà dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa cô bác anh chị em trên cộng đồng mạng thân mến, kính thưa chư quý đồng đạo trong và ngoài nước thân thương, và cháu vàng cùng cháu tâm thân kính. Dạ kính thưa với chư đồng đạo, thì nhân buổi tọa đàm hôm nay thì cháu tâm hỏi là câu giảng Đức Thầy là chinh Trời quá buổi. trời quá buổi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặng về Tây. Mà Đức Thầy nói rằng trời quá buổi chinh chinh vừa xế là hàm ý như thế nào mà gọi là chinh chinh vừa xế? Thì chờ ít lâu cũng lặng về Tây, ủa sao hướng đông không không lặng mà lặng qua hướng Tây? Ý các cháu hỏi á, thì ở đây thì chúng tôi cũng xin gợi lại cái lời vàng tiếng ngọc Đức Thầy theo ý cái câu giảng mà thôi. Thì mong cô bác anh chị của mình đó cũng hoan hỷ, thì niệm tình tha thứ những gì mà chúng tôi trao đổi hôm nay không đáp ứng lên nhu cầu nguyện vọng của quý vị, thì quý vị nên email vào cái clip của hai cháu để hai cháu tâm sự với chúng tôi, rồi chúng tôi có thể trao gửi với quý vị nhiều hơn những lần sau mà chúng tôi ra gặp lại quý vị. Thì trước khi trao đổi thì kính chúc cho quý vị luôn luôn tâm được an và thân được thanh tịnh, mãi mãi sống cuộc đời tươi vui trong hạnh lạc,
đem lại phúc lợi cho toàn thể nhân sinh và quyết tu cầu cho thế giới được hòa bình, quốc dân an lạc, nhà nhà được ấm no. Đó là niềm tin mà chúng tôi mong cầu cho toàn thể đồng đạo chúng ta nên là trao dồi để làm thế nào y theo lời Đức Thầy đã dạy. Khi là Đức Thầy dạy thì chúng tôi nói thật với quý vị là chúng tôi rất lấy làm vui mừng là Đức Thầy có nói một câu mà mình phải cố gắng đó quý vị ơi. Đức Thầy nói coi rồi phải nhận cho hiểu lý, thì tôi dưới đồng đạo mình phải hiểu cái lý mà mình đã hiểu thôi, chứ không phải là Đức Thầy yêu cầu bắt buộc chúng ta hiểu được cái ý của Đức Thầy, mà chúng ta hiểu được cái lý nguyên thâm nào trong cái lời vàng tiếng ngọc Đức Thầy để mà chúng ta cùng nhau chia sẻ để cùng tu, đó mới là hạnh lạc chung cho cuộc đời hành đạo cư sĩ mà Đức Thầy đã dạy cho đồng đạo chúng ta tại gia học Phật. Kính mong quý vị quan hệ chỗ này. Dạ kính thưa với quý vị đó, thì cháu Tam hỏi là chinh chinh trời quá buổi, trời quá buổi chinh chinh vừa vừa xế. Thì nói thật với quý vị đó, thì mình nói thì phải nói theo lời thầy đi, cũng như là trong cái thời Hạ Nguyên Mạt Pháp đó, thì quý vị biết ai là người ra đời mở đạo sao hết? Đây là chúng tôi muốn gợi ý thôi để đồng đạo chúng ta thấy rõ ràng. Thì trong giáo lý mà Đức Thầy đã nói đó, thì Đức mình đã thấy được rồi. Thì xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây. Mà quý vị thấy biết rằng cái khi mà Đức Thầy chúng ta ra đời có phải là sao hết tất cả những vị hoằng đạo sau Đức Phật Thầy hay không, kính thưa với đồng đạo? Nếu là như vậy rồi thì chúng ta thấy rõ ràng rồi. Rõ ràng là lời Đức Thầy nói không sai. Mà Đức Thầy là người sau cùng ra đời mở đạo trong cái miền Tây Nam Việt này. Là dưới sứ mạng thiêng liêng của Ngài đó, là được thừa dương tính năm vị Bồ Tát ở trên cõi là trời xuống thế gian trong buổi Hạ Nguyên. Thì nếu là nói Hạ Nguyên thì quý vị thấy rõ ràng là Hạ Nguyên là buổi chiều rồi. Đó này mình nói gọi gàng là Hạ Nguyên là buổi chiều. Mà hơn nữa là trời quá buổi chinh chinh về xế, thì khi mà Đức Thầy ra đời là cái đời Hạ Nguyên đã đến, nó mỏng á. Đức Thầy nói thật rõ ràng. Nếu mà chúng tôi và quý vị không có lo tu thì chúng ta có thể đạt được mục đích cứu cánh của người đó. Người đã dạy cho chúng ta rõ ràng luôn. Là chuông kia treo sợi chỉ mành, chẳng lo thân phận, lo dành bướm ong, đó quý vị thấy rõ ràng. Là do là không, đây là không phải là bướm ong là quý vị theo nữ theo nam, mà bướm ong ở đây chúng ta em tin tưởng rằng đó là chúng ta chơi đùa theo cái xã hội hiện tại là văn minh. Nhưng mà Đức Thầy đã nói rõ ràng đi, đời văn minh này nó cám dỗ tất cả những cái con người trị lạc trong cái sự ham muốn ở thế gian mà thôi. Mà quý đồng đạo thấy rõ ràng rồi, nếu mà chúng tôi và quý vị đó được là cha mẹ mình sinh mình ra rồi, mình lớn lên rồi thì 50 tuổi thôi, thì cái tuổi đó là quý vị thấy ông bà ta nói sao, là nếu mà 30 tuổi thì người ta nói là cuộc đời mình được 35 cuộc đời hả, 65 là hết cuộc đời phải không? Thì quý vị thấy không, miễn 30 tuổi là, cho nên người xưa cũng có nói một câu nói đó, miễn mà con người sống mà 30 tuổi đó thì chúng ta phải làm thế nào, từ 30 đến 10 tuổi đó thì chúng ta phải làm thế nào để cho chúng ta có một sức sống, em phải có là đủ ăn đủ mặc, và chúng ta phải có những cái gì để làm cái hành trang cho chúng ta để mà chúng ta sống ở cõi đời này. Đó là cái nói cái sự đời thôi. Còn nói theo cái việc ta pháp tu á, thì đồng đạo chúng ta nên cố gắng, đó là Đức Thầy nói rõ ràng trời quá buổi chinh chinh vừa xế nha. Mà chúng tôi và quý vị đã thấy rằng miếng trời mà xế rồi thì đâu có thể nào mà là lâu hết buổi chiều. Thế hôm nay đây là buổi chiều, xế là chiều rồi, buổi xế là chiều. Cho nên là Thầy nói rõ ràng rồi. Nếu chúng tôi và quý vị, nói chúng tôi là nói thật với quý vị đó, nếu chúng ta là không có tu tập, không có ảnh hưởng được cái hạnh phúc ở thế gian được rồi, hạnh phúc được thế gian được rồi mà không tu thì chúng ta uổng kiếp của con người. Mà Đức Thầy nói là trời quá buổi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặn về Tây.
mà miễn mà lặn về Tây rồi thì trời tối rồi, quý vị cứ, chúng ta có tu tập được đâu nha, chúng ta chỉ lo đi ngủ rồi nha. Mà trong giấc ngủ chúng ta làm được cái gì cho cái ngày hôm đó. Yeah. Vì thế mà Đức Thầy là muốn chỉ rằng cái lời nói của Thầy không phải là giấc ngủ, mà lời nói của Đức Thầy đó là lời nói cảnh tỉnh cho đồng đạo chúng ta thấy rằng là buổi chiều của Hạ Nguyên. Đó, buổi nay nè, buổi thời kỳ này nè, là buổi chiều của Hạ Nguyên rồi. Mà đã cho đồng đạo chúng ta thấy cái buổi chiều của Hạ Nguyên rồi đó, thì đồng đạo chúng ta nên cố gắng để mà chúng ta tạo được những cái duyên lành, rồi chúng ta tạo làm sao để cho cái công tu tập của chúng ta được là có cái niềm vui nào đó, để cho Thầy chúng ta được là thấy chúng ta đã thực thi và làm thế nào để cái công hạnh tu tập của mình được hoàn hảo hơn, để so sánh lại với các đồng đạo chúng ta, những người đi trước đã làm được những cái gì tốt đời và đẹp đạo. Thì hôm nay đồng đạo của chúng ta cũng nên cố gắng trao dồi như thế nào để chúng ta thấy được niềm tin của chúng ta, để chúng ta là tu tập. Thì ở đây Thầy nói, mình đọc luôn đi đồng đạo, đây chúng ta dễ nói đó, là Thầy nói là trời quá buổi, phải không? Dạ, đúng rồi. Chinh vừa xế, quá buổi là tức là buổi 12 giờ qua 1 giờ là quá buổi. Chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặng về Tây, lúc quỳnh hôn, đèn trí soi đầy. Đèn trí là gì cô bác anh chị? Đèn trí tức là Đức Thầy muốn gợi lên một cái niềm cảm, hoài cảm của người, là Ngài đã đem ra cái ngày ra đời mở đạo vào cái năm 39 là mà Hạ Nguyên mạt pháp rồi, cho nên Ngài mới khuyên đồng đạo chúng ta nên cố gắng ngăn là khi mà chúng ta giác ngộ rồi thì y như là Thầy dạy là lúc quỳnh hôn tức là tuổi già. Mình quỳnh hôn là ở ngoài đời thì ta là buổi tối, đó là nói về sự đời. Còn ở đây chúng tôi muốn nói với giáo lý của Thầy là tuổi già của mình đã hết. Cũng như bây giờ quý vị thấy không? Em Út năm nay đó, thì quý vị thấy cách đây chừng 5 năm về trước thôi, mình mới có 75 tuổi thôi, thấy không? Mà năm nay năm Thịnh cái mình 80 tuổi rồi. Thì quý vị thấy nó mau không? Không? Mà Đức Thầy nói trời sáng ra, kế lại thấy chưa? Rồi năm cũ đó, rồi qua năm mới 12 tháng mà còn mau tới thì tuồng đời. Đó, Đức Thầy nói cho chúng ta rõ ràng biết được cái chỗ này để chúng ta nhận thức, để mà chúng ta tu đó trong đồng đạo. Cho nên ở đây Thầy nói là có lúc quỳnh hôn, tức là trời tối. Mà người ta đã tối rồi thì tức là tuổi già. Mà Đức Thầy nói lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng, tức là khuyên đồng đạo của chúng ta nên cố gắng tu tập như pháp môn niệm Phật A-di-đà. Nên tại vì là ở đây là Đức Thầy, Đức Phật đã có nói rồi, để cho chúng ta dễ tu thôi. Nhất cứu Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, Di Đà sáu chữ niệm luôn, móng tay khởi động Tây Phương cũng gần, phải không cô bác anh chị? Nếu chúng ta thực thi được những gì mà Đức Thầy dạy cho chúng ta rồi, thì em Út tin tưởng rằng tất cả đồng đạo chúng ta sẽ được hạnh hưởng trong cái niềm vui của cảnh cực lạc đó. Đó. Mà Đức Thầy nói sao đồng đạo? Thấy không? Mỗi một buổi cúng lại thôi, chúng ta đã gian giái cầu sinh như thế nào, như cái bài mà Đức Thầy đã tâm đắc để mà dìu dắt nhân sinh đồng đạo chúng ta là câu cái bài mà mắt nhìn trần đỏ đó đồng đạo. Thấy không? Đó, Đức Thầy đã khuyên rồi. Thì chúng ta một là chúng ta hướng về bức trần già để đọc cái bài mà mắt nhìn trần đỏ niệm A-di-đà. Đó, nguyện giái thân này khỏi đọa xa, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, soi đường minh thiện đến long hoa. Đó là ý nghĩa mà Đức Thầy đã dạy cho chúng ta phải là ráng cố gắng tu như thế nào nha. Hay là Đức Thầy nói tìm đường trí tuệ lánh thân ra. Bây giờ chúng ta chỉ có giác ngộ sự thật, đem hạnh lành của chúng ta học những gì trong giáo lý của Đức Thầy siêu việt, để chúng ta tầm con đường giải thoát cứu cánh cho chính mình, vừa giải thoát cho mình rồi vừa giải thoát cho tất cả mọi người xung quanh, đó mới là chúng ta làm được trách nhiệm của chúng ta mà tu với cái thời Hạ Nguyên này. Nếu mà chúng ta không có cố gắng đó quý vị, để mà lo tu đó
thì chúng ta không thấy cái buổi mà trời quá buổi chinh chinh vừa xế này đâu. Thấy không? Bởi vì mình đã nói với quý vị rồi, trời sáng ra đến lại cái trưa đó là nó đã gấp rút lắm. Cái này là gấp rút rồi, nó gấp rút mà không tu là không được, mà thầy đã nói rõ ràng. Năm trời thưa thầy, nó lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc, tức là chúng ta phải niệm Phật A Di Đà. Cái này là pháp môn mà niệm Phật đó đồng đạo tâm. Đức thầy chỉ cho tất cả mọi đồng đạo chúng ta phải tu tập. Mà nếu miếu niệm Phật mà chúng ta không biết cái, không biết mấy đồng đạo có nhớ lại lời trong cái giải nghĩa luật tự A Di Đà không á, thì chúng tôi cũng không dám chắc mình đã hiểu được hết. Nhưng mà ở đây đã sẵn dịp hôm nay thì chúng tôi cũng xin là trao đổi với quý vị và đọc lại y nguyên văn của cái sáu chữ A Di Đà để đồng đạo chúng ta, đồng đạo nào tu được thì đồng đạo chúng ta nên tu theo lời người xưa đã dạy, còn đồng đạo nào chúng ta không tu chưa được cái mấy câu đó thì chúng ta nên cố gắng là tìm cái pháp môn nào cũng là tịnh độ để chúng ta tu mà chúng ta giải thoát mà thôi. Chứ thật với quý vị đó, miễn mà đồng đạo nào mà đạt được thì sáu câu này đó, tôi tin chắc rằng đồng đạo đó chúng ta sẽ đi đến là hai chặng đường mà chúng ta về cái cảnh giới cực lạc A Di Đà. Mong cô bác anh chị cũng quan hệ chỗ này ha. Em đọc có sai chính tả thì quý vị nên sửa lại. Cũng như trong này không biết cái vị tổ nào hay là trong giảng xưa hay là trong giảng thầy thì mình không hiểu. Bởi vì mình thấy là ta giải nghĩa lục tử A Di Đà mà thôi. Cái bài này khác hơn cái bài kia nữa, hai bài lần lục tử A Di Đà thấy hai bài lần. Mà em thì thuộc cái bài này nhiều hơn là tại vì em tâm đắc đó. Chứ thầy nói là là sáu chữ thôi, sáu chữ A Di Đà thôi. Nam chỉ về tâm. Bây giờ nói chữ Nam đi. Chúng ta chắp tay lại rồi chúng ta mới đọc là chữ Nam nè. Nam chỉ về tâm phải tịnh thanh. Đó, bây giờ đồng đạo chúng ta học cái chữ Nam mà chúng ta được y theo lời của trong câu và câu giảng này hay được hay không? Nếu chúng ta được như vậy rồi thì tôi tin tưởng rằng tất cả mọi đồng đạo chúng ta đều phải thực hành được đúng theo sáu chữ hết. Nó bị giữa đây đó, ngài nói rõ ràng: Nam chỉ về tâm phải tịnh thanh, mô nam mô mô không dục lợi, chẳng cầu danh. Tức là đồng đạo chúng ta sống trên cõi đời này thì nói về cái danh với cái lợi á, thì nói thật quý vị đó, khi chúng tôi và chúng tôi thôi là còn mê trong cái sự dục lạc của thế gian đó thì làm sao khỏi phải là vượt qua được đâu quý vị. Bị gì ở đây đó là nói thật, chúng em nói thật chữ quý vị đó, nếu chúng ta còn mê dục lạc rồi thì chúng ta không vượt qua được. Mà chúng ta quên đi dục lạc ở thế gian đó, mọi đồng đạo chúng ta đều phải vượt qua được chữ mô này. Vì ở đây Đức Thầy người xưa nói là mô không dục lợi, tức là người đã biết được chữ mô là không cầu danh lợi cho chính mình. Mà người xưa nói mô không dục lợi, chẳng cầu danh, tức là không mong cầu cái danh phận của mình như thế nào nha. Mà Đức Thầy đã nói đó là dầu ai chưa trao đổi mặn nồng đó, phải không? Thì mình tu thì để dạ thôi, chứ đừng nên trách người ta, để mà chúng ta lo bổn phận chúng ta tu tập mà thôi. Cho nên đây là mô không dục lợi, chẳng cầu danh. Đó. Miễn mà được cái chữ mô này rồi thì chư đồng đạo thấy chúng ta đã bước vào được hai nấc mà chúng ta đã đi. Bị sáu chữ nè, mô không dục lợi chẳng cầu danh, chữ A. Đó, chữ A. Bây giờ tới chữ A nó khó nha đồng đạo. Chúng tôi không phải bắt buộc đồng đạo chúng ta lấy hết chữ A này để chúng ta mà trừ nó. Nhưng mà ở đây đó, tại là cư sĩ á, thì chúng ta chỉ giữ gìn nó thôi. Cũng như ở đây chúng tôi có nghe một mẫu chuyện này nè, để chúng ta giữ gìn, chứ không phải là còn ai giữ được thì chút tí nữa tôi đọc sao. Còn ở đây chữ A đó thì người xưa đó có một đồng đạo đó là bên Nam. Ngày xưa đồng đạo đó cũng có gia đình. Cái đồng đạo đó đọc cái chữ A, cái tôi nói chú ơi, Đức Tha trong nhiều giảng xưa nói là A trừ dâm dục, rồi không lẽ rồi mình cứ ôm nó mãi trong cái tư tưởng và trong việc ham vui mình hoài được sao chú? Ông nó không có con ơi,
theo chú nghĩ đó là cái chữ A này cư sĩ thì khó thể và là buông bỏ, nhưng mà mình nhớ lời người xưa nói thôi, mấy ông già nói đó, thôi đi, thấy không, nói này mong quý vị có cười cười nha, nó không nói thôi đi, mấy cái ngày mà 29-30 đó, gầm 14 gầm 29-30 đó, thì mấy cái ngày đó thôi mình xin phép đi, thấy không, mình đừng có ham vui chuyện đó đi, thì tôi tin chắc rằng cư sĩ tại gia chúng ta sẽ được một phần nào mà chúng ta đã giữ cái giới lực ấy. Thì quý vị nên cũng thông cảm chỗ này, chúng tôi chỉ nghe thôi, vì chúng tôi chưa hiểu được cái chỗ này, chúng tôi là cư sĩ xuất gia rồi, cư sĩ mà xuất gia tức là tôi không có gia đình đâu quý vị, cho nên tôi nghe mấy ông già nói vậy tôi cũng mừng cho mấy ông đó. Tôi nói chàng ơi, một tháng mà cô bác mà giữ được 4 ngày đó nha, quý như vàng luôn đó nha. Cái mong ông già ông cười, ông nói sao con nói vậy, tôi nói vậy chứ quý vị thấy không, chữ A mà ông chữ Nam Mô A Di á, A Mô Mô không, chữ A rồi A trừ dâm dục, mà các chú các cô mà trừ gì được đâu, là quý vàng lắm phải không Tâm? Thì các chú nên giữ đi. Thì mấy ông già nói chờ hồi đó giờ chú đọc hoài mà chú nói với nhiều đạo mà xong nhiều đạo người ta không có khen chú, mà bữa nay con khen này kia nọ, con nói gì không biết mình làm mình giữ được có trọn vẹn hay không. Tôi nói trọn vẹn hay không là do chính bản thân mình. Buổi đầu tiên chú giữ 4 ngày đi, sau khi lớn lên thấy không, khi chú 50-60 tuổi chú giữ luôn đi thì ngon lành, cái có gì đâu chú sợ. Ông nói như vậy chắc chú làm được, thấy không? Thế chú quý vị thấy không? Tại vì ở đây Đức Thầy nói rằng đường đạo đức bước đi từ nát rồi cô bác anh chị. Mà ở đây đó trời trời, 6 chữ A-di-đà này chúng ta chỉ làm từ từ đi ha. A trừ dâm dục nuôi tinh đủ. Bây giờ cái người mà muốn thành được Bồ Tát như Đức Phật Thích, như là Thái tử Siddhartha ngày xưa đó, thì phải giữ tinh khí và thần quý vị. Vì thế mà hôm nay anh em nào mà trọn vẹn như cô bác anh chị mà tu xuất gia rồi, chúng tôi cũng rất lấy làm chân thành cảm ơn đồng đạo đó đã giữ được niềm tin của chính mình. Rồi A trừ dâm dục nuôi tinh đủ, di dứt đó quý vị thấy không, hai cái chữ di dứt này đó là di dứt là tức là bỏ, buông bỏ những gì ở thế gian mà mình không tạo nữa, mình có là mình xài, không có thì thôi nha. Mình không phải là ham muốn cái gì nữa hết trơn, cho nên ở đây là gọi là di dứt lắng lo, không lo buồn phiền, không lo thương tiếc, không lo hối hận, mà phải làm thế nào để cho cái giới lực của mình được trong sáng mà thôi. Cho nên ở đây là di dứt lắng lo giữ báo lành, tức là mình làm sao được như lời thầy dạy là tâm thanh tịnh được thì phát huệ. Đó là niềm tin mà chúng tôi tin tưởng rằng tất cả cư sĩ tại gia của Đức Thầy là làm được hết. Cho nên ở đây đó là Nam chỉ về tâm thải tịnh thanh, mô không dục đời chẳng cầu danh, A trừ dâm dục nuôi tình đủ, di dứt lắng lo giữ báo lành. Đại tức là Ngài muốn nhắc lại Đức Phật làm được chữ Đà, cho nên bây giờ đại kim thân, muốn được kim thân của như Đức thì như Đức Phật Thích Ca, như Mô Ni, như Thái tử Siddhartha, thì chúng ta nên cố gắng để mà trao dồi đức hạnh cho được trong sáng và giới lực được nghiêm minh ha, để chúng ta đi đến con đường cứu cánh và giải thoát. Đại kim sanh kim thân sanh bắt vấp hoại, Phật là bây giờ muốn làm Phật phải không? Phải làm y theo lời Phật dạy khi tuổi quý vị đã già. Đó là chúng tôi muốn đọc lại cái nguyên văn của 6 chữ A Di Đà để đồng đạo chúng ta thấy được rồi, chúng ta chiêm nghiệm để mà chúng ta lo tu sửa. Vì là cư sĩ rồi, việc tu hành ngay thẳng lần hồi chưa đồng đạo ơi. Cho nên em Tâm hỏi là trời quá buổi chinh chinh vừa sớ, chờ ít lâu cũng lặng về tay, lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm neo thẳng đi về cực lạc. Tức là chúng ta phải làm sao giữ gìn giới lực và luôn luôn dũng mãnh tinh tấn tu hành mà không vì cái danh lợi bên ngoài, như trong bài mà Tỉnh Bạn Trần Gian Đức Thầy đã dạy nha, phải kiên trinh hay hy sinh, phải nhẫn nhục như là Thầy dạy nè, kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan dạ chớ này, vàng đá bao phen cơn nước lửa, chì thao lắm chuyện lúc khôi hài, bền gan chờ đợi ngày chum hợp, gắn trí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa từng quần gom một mối, phàm trần diễn kiến kiếp bồng lai. Chúng ta làm thế nào ráng tu cầu cho đến khi Đức Thầy trở về lập hội Long Hoa, để chúng ta bước thẳng vào con đường chánh giác mà Đức Thầy đã dạy. Mong cô bác anh chị mình hoan hỷ hai câu giảng này. Dạ thưa chú bà, Đức Thầy con hỏi.
hỏi em là Đức Thầy nói là muốn khôn tìm kiếm ma ha, một câu lục tự nhà nhà bình an. Ma ha là cái gì, lục tự là cái gì, là bình an, để mình cầu cho bình an. Chú ba, một chú ba trình giải cho cô bác. Dạ. Em cháu nghe vậy, cô bác xa gần nghe để cùng tôi cùng tiếng. Nam mô. Dạ, Nam mô Di Đà Phật. Thì như cháu hỏi hồi nãy thì nó cũng chung cái đề tài phải không? Dạ. Nhưng mà có chỗ này nó khác hơn chữ ma ha. Dạ. Thì ở đây đó thì biết khôn tìm kiếm ma ha, tức là Đức Thầy dùng phương tiện để nói lại cái pháp môn niệm Phật. Là ma ha là gì? Ma ha tức là trong kinh giảng thôi, mình không có nghe biết phải không? Trong kinh giảng nói là ma ha tức là gọi là bát nhã. Đó loại là bát nhã. Rồi ma ha gọi là trí tuệ. Rồi mà trong kinh rồi đọc xuông một câu đó là ma ha bát nhã ba la mật đa, tức là trí tuệ giải thoát. Thành ra người tu mà được tìm được chỗ này đó là ngon lành. Chỗ nào Thầy nói biết khôn tìm kiếm ma ha, phải không? Dạ. Rồi một câu lục tự, tức là niệm Phật A Di Đà, cũng như mình nói hồi nãy, nhất cứu Di Đà vô việc niệm người bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, phải không? Dạ. Di Đà sáu chữ niệm luôn, móng tay khởi động Tây Phương cũng gần. Nếu mà mình chỉ thành tâm nhiếp ta lại cái tâm của chính mình, giữ vững niềm tin tôi tu cầu sẽ được Đức Phật A Di Đà rước tôi khi tôi đã viên mãn công hạnh về cảnh giới niết bàn an dưỡng. Đó là cái hạnh nguyện người tu mà trong hai câu giảng, trong một câu giảng đó mà cháu đã hỏi, thì biết khôn tìm kiếm ma ha đó, thì mình đọc lại cho cô bác anh chị biết đó là ba ma ha tức là bát nhã. Đó mà trong kinh nói là tâm kinh, trong kinh Kim Cang đó nói là bát nhã ba la mật đa, tức là trí huệ đáo bỉ ngạn, tức là về bên kia cõi niết bàn an dưỡng. Còn gì nữa không? Ủa, lục tự nhà bình an là loại không? Lục tự phải không? Dạ. Lục tự là cũng như mình nói đó là qua rồi đó, là lục tự là nó đâu có đâu, nó gọn trong này nè. Dạ. Vì người Đức Thầy nó người xưa nói câu rõ ràng này là miễn mà hiểu được cái sáu chữ A Di Đà đó là nhất cứu Di Đà vô việc niệm, thấy không? Dạ. Mà niệm mà mình niệm sao mà phải có cái tâm chánh giác mới được, phải không? Là niệm làm sao mà như Thầy đã dạy là nhất cứu Di Đà vô việc niệm bất lao đàn, có nghĩa là buông bỏ cái sự tham vọng của thế gian đó. Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, tức là một đường đi thẳng, thấy không? Bất lao đàn tức là một đường đi thẳng về tới cõi Tây Phương mà thôi, chớ tâm đừng có buông lung suy nghĩ rồi tôi phải đến đó được hay là không, mà tôi chắc chắn tôi sẽ về đến Tây Phương. Cho nên ở đây Thầy nói là trong kinh nói là nhất cứu Di Đà vô việc niệm bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, Di Đà sáu chữ niệm luôn móng tay khởi động Tây Phương cũng gần đó. Thì y như lời câu hỏi là biết câu lục tự đó, nhà nhà bình yên, tức là niệm Phật được thì tất cả sớm riền, không phải sớm riền không mà cả thế giới được là hạnh lạc, như tất cả mọi người chúng ta đều niệm Phật. Dạ. Rồi thứ ba thì trong giáo lý của Thầy thì Thầy đã đủ chỗ, cái gì cũng có hết. Dạ. Hôm nay con hỏi cái câu này, Thầy nói là năm nay là năm thìn, mà Thầy cũng nói chắc vụ năm thìn đó. Dạ. Thầy nói là con rồng mới nửa gốc nanh, mà trong mới tám thất thanh hải hùng. Mình xét thấy là Thầy thì ổng nói năm nào hết trơn trời. Thì em thứ ba vậy đó, Đức Thầy cảnh tỉnh cái câu giảng này đó là đã lâu qua rồi hả, là nó hôm nay chứ ba. Cái theo mình nói đó thì nói qua nhiều khi cô bác ta không nghĩ, thằng nghĩ tới mình ta nói mình nói hoa nè. Vì gì á, Đức Thầy ra đời hồi năm Kỷ Mão. Mão tức là năm Mèo. Tý Sửu Dần Mèo Thìn rồi phải không? Là Đức Thầy ra đời năm trước rồi, năm sau là năm Thìn. Mà năm Thìn đó là đã có sẵn có rằng hoàng. Nè, mèo kêu bá tánh lao sao, thấy không? Đến chừng gồng gắn máu đào chỉnh ghê. Hai năm đó liền là có chiến tranh của người phương Tây. Có hết rồi. Thấy không? Còn chỗ mà Đức Thầy nói khác nữa là con rồng mới nửa gốc nanh á. Là mình chưa biết nó tới đâu mới đến con rồng này. Mà mình chỉ nói con rồng mà Đức Thầy đã ra đời. Thì mèo kêu bá tánh lao sao. Đến chừng gồng gắn. Gồng như năm gắn nè, 2 năm, 3 năm liên tiếp luôn, gồng gắn máu đầu chỉnh ghê. Rồi con ngựa lại đá con dê.
cấp trong bá tánh mới là ê hề thay thi, phải không? Là Đức Thầy đã kể qua cái chiến tranh đệ nhị thế chiến đã đi qua, là năm mà người Pháp và Nhật Bổn đó đang đấu đá với nhau đó, đó là mình nói thật sự ra, nếu mà cô bác nào không thuận là tùy duyên, phải không? Chứ mình nói theo cái chi căn đó. Còn cái chỗ mà con nừa con hỏi đó là con rồng mới nửa gút nanh mà trong bá tánh thất thanh hải hùng, là cũng y theo chỗ này thôi. Bị nửa năm rồng đó là chiến tranh với thế giới bùng nổ nha, là năm rồng, giờ năm rồng là thế giới bùng nổ, chiến tranh đệ nhị thế chiến nó đi qua rồi. Mà còn tới đây nữa nè, mà chỗ này không biết chơi đằng nào thôi. Cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển đó. Bây giờ mình phải làm sao tu tập như thế nào, thấy không? Thì năm nay cũng là thìn, mà không phải là không biết thìn gì nha. Mà tất thầy nói rõ ràng là cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển sứ Hà Tiên linh hiển cơ quan, thấy không? Nhân sanh sa hiệp một đàn, tới chừng thìn đó mới được. Nhân hoàng hỏi ra là đó là có vua, phải không? Có vua, yeah. Nhân hoàng hỏi ra. Thành ra ở đây thầy nói can chi thì mình A Di Đà Phật không biết, thì mình không nên nói mà chỉ đọc cho cô đồng đạo nghe để mà mừng vui nè, mừng vui để gắn lo tu, mừng vui để làm sao để thấy được cái là cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển sứ Hà Tiên linh hiển cơ quan, nhân sanh sẽ hiệp một đàn đó, hết thìn tới hết năm thìn đó đặng mới lập nhân hoàng hội ra, trong sanh chúng sao đó, thấy không? Là vui mừng đó, thấy không? Thì đến đường đó đó quý vị thấy rõ ràng rồi, thì khỏi, chúng ta khỏi cần phải mà bàn thảo hoặc là chúng ta phải suy nghĩ. Mà bây giờ trong cái thời gian năm thịnh này, chúng tôi nhu cầu cô bác anh chị mình đó gán lo như lời thầy dạy là trao thân phận rạng danh hiếu đệ, làm sao sửa tâm rèn tánh của chính mình để đi đúng vào phương pháp tu tập. Dầu có khó khăn cách mấy trong cái buổi hạ quân này, chúng ta nên cố gắng hy sinh và nhẫn nại. Có hy sinh nhẫn nại rồi, chúng ta mới thấy được cái màu nhiệm thiêng liêng mà Đức Thầy đã ban cho chúng ta trong cái buổi hạ quân mạt pháp, trong cái thời kỳ là đến hội Long Hoa. Còn nếu mà chúng ta mà không đồng thuận đó để mà chúng ta bước lên con đường này đó, tu tập đó, thì chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ không kiến diện được Đức Thầy đâu quý vị. Vì Đức Thầy nói đó là tại vì chúng ta không tu là gì, mãi nghi nan mà chúng ta không tu. Rồi chúng ta tu mà chúng ta nói tu đây rồi tới đây khổ đó, khổ quá rồi chết rồi sao không tu, không có phải đâu nha. Sự sống chết là lẽ thường của thế gian, mà tu hay không là chính bổn phận của cá nhân mình, phải làm thế nào để tạo phương tiện nha, là hy sinh tất cả những gì mà phải đáng hy sinh. Dầu gặp phải đó, quý vị thấy không, Đức Thầy mình hồi đó đó ra đạo mà quý vị thấy rõ ràng không? Đây tôi đọc lại Đức Thầy thôi, Thầy nói dầu gặp phải mưa đơn gió kép đó, phải không, cũng chiên trì mà gẹp dai trong, chừng nào đắc được lục thông giới hồn cha mẹ tổ tông bảy đời về đời đến chừng đó gì đó, về cực lạc đó, về cực lạc thảnh thơi an dưỡng ấy là ngày ban thưởng công tu, quý vị thấy không? Nó chúc cho đó dẹt mây mù vững vàng bắt thối công tu vuông tròn. Giờ chúng ta chưa chọn, chưa dạng hay chân chọn, mà chúng ta cứ mong chúng ta gặp thầy trở về, gặp đời thương quân là ai gì là Phật, quý vị trễ rồi, quý vị ơi, mong sớm không được đâu, phải không? Chúng ta phải mong sao cho đúng chu kỳ, mong sao cho đúng đời, lời thầy dạy, mong sao cho chừng nào được đời thượng quân thánh đức trở về với đồng đạo chúng ta, thì tới chừng đó chúng ta mới chung vui, mới chung sống cùng thầy chúng ta trong ngày đó. Thì mong cô bác anh chị cũng mình nên hoan hỷ cái chỗ mà cháu Tam hỏi, chúng tôi xin trình bày cho gọn với gió đó Tam, để cho đồng đạo chúng ta nên biết rằng đời thượng quân sẽ đến, cuối năm thìn của đời thượng quân không biết ngày nào sắp đến, cho chúng ta thấy được sự huy hoàng trong cái là chỗ là xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan này đây, phải không? Chứ chúng ta đừng dỗ dàng kết tập trong những cái phút này, trong cái thời gian này, thì chúng ta sẽ bị hớ đi, rồi chúng ta không đạt được mục đích cứu cánh, rồi chúng ta trên mảng trong tự tu tập của chính mình. Vì thế nên phải chịu đựng hy sinh, như thầy nói dầu gian lao đó, dạ sắc chẳng sờn, cho hôm nay nè, thấy không? Cho hôm nay nè, mình nào bữa nay là tháng 3 nè, thấy không? Tháng 3 của năm thịnh, thấy không? Mà dầu cho là hạn hán bao nhiêu khổ khó,
mà chúng ta vượt qua được đó thì chúng ta mới thấy được cái sự vinh quang. Còn bây giờ chúng ta sống trong cái sự khổ khó này mà chúng ta không vượt được thì vinh quang đó không nên đến cho chúng ta chừng nào. Mong cô bác anh chị mình quan hỷ và phải ráng tu như thế nào để cho ngày mai được sự thái bình. Chứ bây giờ chúng ta chưa hẳn là gặp thái bình đâu cô bác anh chị. Mà chúng ta phải làm thế nào để cho cái cầu nguyện đi. Cầu nguyện đi, cầu nguyện và chung vui để chia sẻ với nhau để mà gắng lo tu. Tu với tỉnh nó biết làm chẳng khó đâu cô bác ơi. Mà nếu bây giờ chúng ta tu mà chúng ta không tỉnh rồi thì sự tu tập chúng ta khó thể vượt lên được cái điểm mà vinh quang mà chúng ta ra chờ đó. Thấy không cho Tâm? Dạ. Thôi giờ phải gắng tu. Dạ, thứ ba cho con hỏi câu mà thầy nói là chừng nào thầy lại gia chung thì trong bổn đạo bổn tùng phủ tre, mà sao cũng có nhiều chú bác đó nói là sau này đó là thầy về là khổ dữ lắm. Vậy đó, sao mà thầy nói thầy về gia chung bổn tùng phủ tre mà sao mà khổ là sao, mong chú bác trình giải cho con nghe. Cô bác nghe lại cùng tôi. Dạ. Thì nó cũng có nhiều cái vế của thầy lắm con. Thầy nói đó thì có vế, thì có cái vế thì đức thầy nói đức thầy nói với đức ông ví dụ gì mà khi thầy về là thầy sẽ múc nước á để mà đồng đạo thầy bệnh dịch nhiều đó, bệnh dịch nhiều đó thầy về là điều đó là một điều. Còn có chỗ thì thầy nói chừng nào thầy lại gia trung, mà ở đây thì chú ba nghĩ rằng cái gia trung của đức thầy không phải là nhỏ bé mà như đồng đạo mình nghĩ. Thấy không? Thì đức thầy nói nè, một tay tá quá căn ban rồi thì làm sao mà gia đình của đức thầy chỉ có nước Việt Nam mình đâu, thấy không? Nó không theo chú ba nghĩ thôi nha. Còn và mỗi người mỗi ý, cô bác anh chị nghĩ thế nào đó là tùy duyên anh chị á, chứ đúng lý á chúng em nghĩ rõ ràng hơn. Để thầy nói nè, một tay tá quốc căn bang, nước nhà vững đặt, Nam đàn hiển vinh rồi, thì không phải nhà của đức thầy ở tại cái tỉnh An Giang này không, mà cả thế giới này đức thầy là một người sống trong cái mà cảnh an lạc đó. Cho nên đức thầy mới nói một câu, nói là chừng nào thầy lại gia trung, tức là thầy trở về rồi thì đất nước thái bình, thế giới được an bình đó, quốc dân an lạc, nhà nhà được ấm no hết, chứ không phải riêng biệt cái xứ Việt Nam mình không. Nếu nói xứ Việt Nam mình không đó thì thầy không có là một vị giáo chủ rồi Tâm. Yeah. Mà một vị giáo chủ thì không nói riêng biệt cái bản thân xã nhà của chính mình, mà đây là lời nói của đức thầy rồi, để cho đồng đạo chúng ta có một phần suy nghĩ để là chúng ta tu thôi. Còn cái chuyện cô bác anh chị nào nghĩ như thế nào đó thì mong cô bác cũng quan hệ chỗ này. Thì em nói là em nói theo cái ý đức thầy đó Tâm. Yeah. Thầy nói chừng nào thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ tre thật sự, thì theo chú ba nhận định đó thì không phải thầy trở về ở An Giang, mà đức thầy trở về là một nơi, đó là một nơi mà có một cái sự biến chuyển thiên cơ đó, một sự là của một vị lãnh tụ hoàn mỹ hơn để mà đem lại cái sự thái bình cho toàn thể quốc dân. Đó là cái niềm tin chú ba tin tưởng như vậy, chú ba xin trao đổi như vậy thôi. Còn anh em nào hiểu sao thì A Di Đà Phật tùy duyên đi, phải không? Nói sao là tôi mong vô được 4 ông thẻ. Ở nhiều người nói 5 ông thẻ thì sao giờ gắng tu cho vô 4 ông thẻ là như vậy đó. Thì cái đó là hỏi là cái ý này cũng như là cái ý của cái người tu ai cũng mong ước chứ chú ba. Mà sao tự người nói á, à, sợ sau này trong đó mình vô bị đá rồi chài gì, bây giờ tự nhiên cho mình muốn vô vô trong đó. Vì là cái đó là những cái từ đâu mà ta đầu vô đó chứ chú ba. Cái đó thì cái mà vụ mà 4 ông thẻ đó thì chú ba cũng có nghe một số cô bác kỳ cựu, mấy ông cũng có thực lại như thế này nè. Thì nó có chứ hỏi không có, lại làm đức thầy nói thôi, Phật thầy Tây An chứ không phải thầy mình nghe. Đức Phật thầy Tây An á nhờ ông mà cố đó đi cặm 4 ông thẻ 5 ông lận, chứ không phải 4 ông, bị ở cái giữa núi ông á có một ông. Còn 4 ông thì 4 gốc. Nhưng mà nói cái này thì nó có cái ý nghĩa hơn, mà cái cần vụ của chỗ khác thì nó tới hai ý lận. Nói cấm 4 được Phật thầy Tây An kêu đức cố cấm 4 ông thẻ đó, là đức Phật thầy Tây An sợ rằng sau khi này núi là nổ đó, đá chài ra tới 4 ông thẻ lận, núi chài á. Yeah. Rồi sợ người dân á mà
không tu á, sống ở trong bốn con thẻ đó sẽ bị đá đè chết đi nha. Cho nên ở đây á, thì Đức Thầy cũng, Phật Thầy Tây An cũng nhắc nhở cho những người đồng đạo đó không nên ở Đức Thầy, những người Bửu Sơn Kỳ Hương đi, nói thời đó là Bửu Sơn Kỳ Hương rồi, là không được quyền ở trong bốn con thẻ. À, ngài sợ, nhưng mà con nghĩ đi, ở trên đời này á, thì đó là cái quyền diệu của một vị Bồ Tát nói mà thôi, chứ con thấy bây giờ nếu dân chúng mà từ ở ngoài ông thẻ số 1 này nè, mà nếu không ở thì ở đâu cho tới ở núi Cô Tô đến 50 cây số, dân ở đâu. Vì thế mà ở đây cái quyền của Phật á, thì mình không biết được, nhưng mà ở đây là theo chú Ba tin tưởng rằng là khi mà muốn diễn biến cái gì ở trên bảy núi đó thì sẽ có chư thần đưa những người tu tập khỏi phải bị ở trong cái bốn con thẻ này, thấy không? Đó là cái lời mà một ví dụ của một người ở Bửu Sơn Kỳ Hương người ta nói. Còn có cái thứ hai người ta nói thì chúng ba không tin chỗ này là mê tín. Vì gì á, là hồi năm 1849 Đức Thầy Tây An đã xuất hiện ra đời. 7 năm sau ngài ra đi rồi. Thì còn ai đâu nữa mà để nói cái câu nói là khi là Đức Thà Phật Thầy kêu nếu sau này núi nổ ai muốn vô được bốn ông thẻ đó là phải có giấy là bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương bằng giấy vàng vô mới được. A Di Đà, cái đó là chú không tin thiệt sự. Là sai thật sự, vì Phật không khi nào nói như vậy đâu. Giả sử hồi trước Đức Phật Thầy Tây An là Bửu Sơn Kỳ Hương, rồi sau này bây giờ Đức Thầy mình đổi lại rồi là Phật giáo Hòa Hảo rồi, thì rồi mấy người mà Bửu Sơn Kỳ Hương nó vô được, còn mấy người Hòa Hảo này ở đâu, rồi mấy người này tu ở đâu, không? Vì thế mà nói này là chú ba không đồng tình chỗ này. Là chú ba đồng tình nhất là được chư thần đưa tất cả những người tu ra khỏi bốn vùng không thể để hưởng được cái đời Thượng Quân Thánh Đức mà thôi. Còn những người hung đó, người hung mấy chừng đó là mồi cho bầy ác thú mà đền bồi tội xưa, tiêu hết, là những người không tu nghe không. Cho nên ở đây chú ba xin xác nhận với cô bác anh chị mình đó, nếu muốn tu là phải nghe lời Phật Thầy dạy bằng cái khế lý và khế cơ đó, chứ không phải Phật Thầy Tây An nói ngày thầy khi Phật Thầy ra đời Phật Thầy vắng mặt rồi, hôm nay là 100 mấy chục năm rồi, không lẽ bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương ở đó ở đâu mà có được nhiều. Còn như mấy tụi tôi là Hòa Hảo làm sao có được bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương, cũng lòng phái đó, mà chúng tôi cũng là dân, cũng là một người tín đồ của Bửu Sơn Kỳ Hương mà đi ra, thì tôi tin tưởng rằng đây là lời quyền quyền cơ nào đó mà Phật Thầy đã nói. Thì chúng tôi tin tưởng và xác nhận với cô bác anh chị mình đó, ở đây Phật Thầy muốn nói là dùng cái quyền để Phật Thầy nói rằng nếu mà khi mà chừng nào núi nổ đá chài đó, thì ngài sẽ cho chư thần rước tất cả những người có căn tu ra khỏi vùng bốn ông thẻ để tránh đi cái sự chết trong vùng bốn ông thẻ này, mà chờ thầy trở về lập hội Đông Hoa. Đó là tôi xin xác nhận rõ ràng lời nói tôi, nếu không có thì tôi sau này bị tội với thầy tôi chịu. Chứ bây giờ nói như mấy ông mà nói có bốn chữ gì tấm chữ bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương là tôi tin tưởng rằng cái này là Đức Thầy dùng quyền nào thôi, Phật Thầy Trang á, dùng quyền nào để mà khuyến khích anh em trong thời đó thôi. Nên vì đó là mong cô bác anh chị mình cũng quan hệ chỗ này, chứ chúng ta tu mà chúng ta cứ chấp vào một cái pháp môn nào đó, cũng như bây giờ á, thì nói ông nào mà tu mà không nếu ai mà chẳng gìn á, thì bị đọa này kia nọ, không có phải không? Tại người tu rồi thì không ai mà muốn bị đọa trơn trọi, ai người ta cũng muốn tu giải thoát trơn trọi phải không? Tu giải thoát trơn trọi á, thì giả sử hôm nay người ta không biết thì người ta làm sai, thì ngày mai người ta biết người ta giác ngộ, người ta đi tu à thì ngon lành à. Cho nên thầy nói là ai mà sớm biết ăn năn đó, quay đầu hướng thiện bằng tăng dắt dùm rồi, còn chỗ nào đức Phật bỏ đâu, thấy không? Vì chỗ đó mà không phải là cần phải là tôi có bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương, hay là cho tôi có bốn chữ tín Phật giáo Hòa Hảo tôi mới vô được đâu,
thấy không? Vì đó mà chúng tôi tin tưởng rằng đây là quyền mà Đức Thầy đã dạy, Phật Thầy đã dạy cho đồng đạo chúng ta. Tôi khuyên cô bác anh chị mà Phật, người tín đồ Phật giáo hòa hảo đó, chúng ta nên cố gắng tu nhiều hơn đi, để chúng ta sẽ được kiến diện Đức Thầy trong cái ngày mà nào mà sấm vang thì lộ bản vàng đó, thì để chúng ta cố gắng để mà tu, để mà tu đi, tu rồi chúng ta sẽ thấy được. Dạ, hỏi câu này nó kết thúc thôi chú ba. Dạ, sao? Mà cái sao? Câu này người ta nhắn tin ta hỏi đó. Dạ. Nói tại sao Đức Phật là Đức Phật đã tu từ lâu đã thành Phật rồi, người ta chưa bằng Đức Phật nói gì đi, mà Đức Thầy của mình là tín đồ giáo hảo, lạ con cái là tự cho Đức Thầy mình là Phật, là không có tu, không có ngồi khổ hạnh sáu như Đức Phật mà sao mà xưng người Đức Phật được. Và mong chú ba mà nói ý này cho bà con xa gần nghe, với cái người bình luận đó đang nghe là ta biết là mô. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì theo cái phương tiện nào nó cũng có cái chủ đề. Cũng như bây giờ mình muốn nói gì thì mình nói lại cái khúc này đi. Cũng như trong cái thời gian đó, Đức Thầy nói rõ, Đức Phật nói nha nè, chứ không phải Đức Thầy nói. Mà trong này đó, trong kinh đó, nó viết trong kinh đó thì chỉ có A Nan biết, cho mình cũng không biết luôn. Mà trong này là lời của chú Sáu gì đó ở trên mà Thánh Địa Hòa Hảo mới đọc cái kinh này mới biết. Thì ông có nói cái mẫu chuyện mà Đức Thầy đi qua bên Thái Lan đó, với chùa An Hòa Tự đó, thì chú Sáu có nói như thế này. Ông nói trong cái thời gian mà Đức Thích Ca gần tịch diệt đó, thì ngài mới kêu A Nan mới về mới đi ba vòng mới hỏi Đức Phật á, thì thưa Thế Tôn, ngài tịch diệt sớm quá, ai là người để mà dìu dắt chúng con trong cái thời gian hạ nguyên mạt pháp? Thì Đức Phật mới nằm nghiêng một bên đó, ở trời ở rừng Tha La sông Thọ đó, Đức Phật mới nói với A Nan á, ông nói A Nan ơi, ông đừng quan tâm quá, khi ta tịch diệt rồi đó thì giới lực đó là thầy của các ông, giáo pháp của ta đó là thầy của các ông. Đức Phật mới ngừng lại một phút gì đó. Đức Phật mới kêu A Nan mới nói, A Nan ơi, tôi nói lời này ông nên chép vào kinh để truyền đạt đời sau. Ông nên nhớ rằng sau khi tôi tịch diệt rồi, hơn 2.500 năm về sau, tại miền Nam nước Việt có người thay tôi ha, để xuyển dương chánh pháp và quy nguyên giáo điều. Người đó không tu mà giải thoát, không học mà thông ha. Vì người đó sẽ thay tôi, ông lặp lại lần nữa là thay tôi để xuyển dương giáo pháp và quy nguyên giáo điều tại miền Nam nước Việt. Quá màu nhiệm ha. À, màu nhiệm không? Thì là Đức Thầy Phật đã chỉ rồi. Đức Thầy đã tu nhiều kiếp, mà Đức Thầy đã nói rồi, nhiều tiền kiếp ta đã hy sinh vì đạo, nào quảng thân kiếp chót này đây, thì đồng đạo chúng ta nói rằng Thầy không tu là không được. Yeah. Thấy không? Thì chú ba xin xác nhận cái đó là trong cái bài là sứ mạng của Đức Thầy đã nói đó. Thì làm sao Đức Thầy không tu? Chẳng ngồi nơi con vậy đó mà. Dạ, mà không tu sao? Đức Phật nói ông này không tu mà đắc pháp. Ông tu ông mới đắc pháp. Yeah. Thấy không? À, rồi ông tu được rồi ông mới mà còn người Việt Nam mình hiện giờ nhà nước đó mới tôn vinh ngài là một vị sinh nhi tri. Yeah. Sinh nhi tri là gì? Là tại vì không học giáo lý, thấy không? Không học Hán văn, không học Anh văn, mà quyên thâm hết các chữ trên đất, trên cõi thế gian này, chữ nào thầy cũng biết hết. Cho nên người đời người ta gọi là sinh như tri. Mà nước Việt Nam Cộng hòa Chủ nghĩa Xã hội hiện tại đó, thì nói Đức Thầy là gì? Là đạo nội sinh. Tức là ông giáo chủ, người sinh được ở tại Việt Nam và mở đạo đắc pháp tại Việt Nam thì cũng là Phật rồi. Thì làm sao mình còn hỏi làm chi nữa cho nó diễn vong, phải không? Cho nên anh em đồng đạo mình nên cố gắng nghe những gì người xưa nói lại, và nghe những gì đất nước hiện tại đó họ xác nhận rồi ha. Họ xác nhận rõ ràng luôn. Họ nói rằng miền Nam nước Việt chỉ có Đức Huỳnh Giáo Chủ là Phật giáo nội sinh mà thôi.
Ha, bị gì mình sợ tại Việt Nam, mình sinh Việt Nam, mình giác ngộ Việt Nam, mình giải thoát Việt Nam nữa rồi phải không? Yeah. À, người là ông Phật ở Việt Nam. Mà đối với Phật giáo Hòa Hảo thì Đức Thầy không cho mình gọi là Phật, mà Đức Thầy Phật Đức Thầy mình gọi mà kêu mình là Đức Thầy, gọi Đức Thầy là thầy mà thôi. Ngày hy sinh cái danh từ thôi để cho người đời thấy. Đó là cái theo lời theo chú thì chú nghe những cái mẫu chuyện trong kinh và những lời mình xác nhận cho đồng đạo những người mà nghi nan đó, để người ta hiểu rằng là không phải là Đức Phật không có tu. Đức Phật đã tu nhiều năm, nhiều tiền kiếp đó. Như thầy nói rồi, nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo đó. Quảng thân trong kiếp chót này đây, há lại tiếc chi thân phàm tục, xong vì tình cúc nhục cũng tương thân cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bất nổi cực hình. Đó là trách nhiệm bổn phận. Thầy đã tu rất nhiều năm, mong cô bác mình quan hỷ. Và trước khi kết luận đề tài này, chúng em xin thành kính dân trọn nén tâm hương, cầu xin Đức Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ cho toàn thể đồng đạo của chúng ta hãy thức tỉnh trong sự mê lầm và luôn luôn giác ngộ trong sự tin tưởng rằng ngày mai đời thượng quân sẽ có, và luôn luôn tin tặng thật tin tưởng Đức Thầy sẽ trở về lập hội Long Hoa trong một ngày gần đây. Chúng ta nên cần tu để cùng nhau chung hưởng cảnh giới niết bàn an du tịch tịnh nơi hội Long Hoa mà Đức Thầy đã chọn. Nam Mô A Di Đà Phật.